Anh Cường ơi, bố em bây giờ không còn răng nữa rồi, bây giờ phải làm sao ạ? Là sao em? Bố em bị làm sao? Bố em bị rụng hết răng rồi ạ. Trường hợp mà không còn răng thì phải làm thế nào? Hãy xem đến hết video này để biết nhé. Và trong thời hiện đại này thì có rất nhiều cái tình trạng bệnh lý khiến cho răng của chúng ta bị mất sớm, đặc biệt là bố mẹ chúng ta trong lứa tuổi từ 50 đến 70 tuổi thì đây là một trong những lứa tuổi mà rụng rất là nhiều răng, đặc biệt là có những người mà không còn chiếc răng nào. Nhiều người sẽ không biết làm thế nào cả trong trường hợp mà chúng ta không có răng. Nhưng đấy là xưa thôi, còn bây giờ thì có rất nhiều giải pháp để mà xử lý trong trường hợp không có răng. Giải pháp cổ điển đó chính là chúng ta làm hàm răng tháo lắp. Nhưng hàm răng tháo lắp sẽ có những cái ưu điểm là chi phí rẻ, nhưng nhược điểm của nó là rất nhiều. Ví dụ như là khó ăn nhai, ăn nhai ở mức cơ bản thôi, chỉ bằng 20 đến 30% so với hàm răng thật của chúng ta. Tiếp theo là hàm này nó gây tì lên lợi, lên môi má, gây sưng đau rất là khó chịu và phải thường xuyên tháo ra lắp vào rất là bất tiện và ảnh hưởng đến cả việc vệ sinh nữa. Nhiều khi vì cái việc tháo ra lắp vào thì còn có thể làm gây mất hàm nữa. Và các bạn có thử tưởng tượng xem là nếu mà các bạn đang thổi nến vào cái dịp sinh nhật con cháu chẳng hạn, hoặc là các bạn đang ăn một cái gì đó dính dính thì nó lại rơi mất cả cái hàm ra thì trông sẽ như thế nào. Vì vậy để cải thiện những cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp hiện đại hơn, đó là giải pháp trồng răng nhân tạo. Trồng răng nhân tạo đó chính là giải pháp mà chúng ta sẽ đặt lên cung hàm từ 4 đến 6 đến 8 cái chân răng nhân tạo, tùy vào mức độ tiêu xương hàm và tùy vào cái đánh giá của bác sĩ thì bác sĩ sẽ lên một cái kế hoạch và cái lộ trình chi tiết cho các bạn để mà làm sao trường hợp mà không có răng nhưng mà lại được trồng những chiếc chân răng nhân tạo và chúng ta sẽ có răng để ăn nhai nhé. Và tại hệ thống nha khoa bác sĩ Cường thì chúng tôi đã xử lý rất nhiều trường hợp mà biến không thành có, nghĩa là các bác đang không có răng giả, đang không ăn nhai được, đang bị sụt cân thì sau khi làm răng hàm xong thì vừa tăng cân, vừa tăng sức khỏe và vừa tránh những cái bệnh lý mà có thể xảy ra cho đường tiêu hóa. Và đây thì các bạn có thể thấy đây là một cái hình ảnh. Đây là một cái hình ảnh của một cái hàm giả mà bác sĩ Cường làm. Trường hợp chú là 50 tuổi và đã bị mất toàn bộ hai hàm, hàm trên và hàm dưới. Các răng thật ra là nó không bị mất nhưng mà do chú hút thuốc và uống rượu rất là nhiều nên là bị tiêu xương rất là nặng. Và các răng nó cứ rụng dần 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 và cho đến khi 50 tuổi thì là đã rụng hết. Và bác sĩ Cường đã lên một cái kế hoạch chi tiết bao gồm lấy mẫu hàm, chụp ảnh, chụp phim và đưa cho chú một cái lộ trình điều trị trong thời gian 3 tháng là chú đã có một cái nụ cười mới hoàn hảo. Sau khi mà làm xong hàm răng thì chú tăng lên được 5 cân và cái cơ thể nhìn rất là khỏe mạnh. Và chú còn là lao động chính trong nhà nữa nên là sau khi mà có hàm răng thì cả chú, cả cô và gia đình rất là vui. Và bác sĩ Cường cũng muốn lan tỏa đến mọi người về việc là chúng ta khi bị mất răng thì cũng hãy đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ có nhiều giải pháp tạm thời cũng có, mà giải pháp mà giúp chúng ta bền vững ăn nhai lâu dài cũng có các bạn nhé. Ở giải pháp thứ hai khi mà trồng răng implant này thì nó có rất nhiều ưu điểm, đó là giúp ăn nhai tốt hơn bằng 80-90% so với răng thật. Thứ hai là nó rất là dễ chịu vì là nó nhỏ, nó nhẹ hơn, nó không cọ vào môi má. Thứ ba là nó không phải tháo ra lắp vào nữa, nên là các bạn ăn nhai cũng sẽ rất là thoải mái, gần như là răng thật của chúng ta. Và nó chỉ có một nhược điểm, đó là chi phí tương đối là cao so với mặt bằng chung. Nhưng mà nếu mà chúng ta xác định là làm cái này trong thời gian 10 năm, 15, 20 năm thì đây có thể là một cái giải pháp mà các bạn nên ưu tiên nhé. Trường hợp thứ ba đó là giải pháp mà hàm tháo lắp dựa trên implant. Điều kiện mà chúng ta chưa cho phép để làm hàm toàn bộ dựa trên các implant là hàm cố định đó, thì chúng ta có thể lựa chọn giải pháp là làm hàm tháo lắp. Và hàm tháo lắp này thì sẽ dựa trên từ 2 đến 4 implant thôi và chi phí nó cũng sẽ thấp hơn một nửa so với hàm implant, nhưng mà nó lại chắc hơn rất nhiều so với hàm tháo lắp. Chính vì vậy là đây có thể là một trong những cái giải pháp lựa chọn khi mà chúng ta không có răng nhé. Và với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực nha khoa chuyên sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng chân răng nhân tạo, thì bác sĩ Cường
khuyên các bạn là cần khám và kiểm tra ngay khi mà chúng ta mất những chiếc răng đầu tiên, chứ đừng để cho trường hợp mà chúng ta không có răng của cả hai hàm, thì đó là một trong những cái điều đáng tiếc. Ngoài ra thì nó còn tốn rất nhiều chi phí, và nhiều trường hợp thì khi mà tổ chức chân răng này nó sát vào dây thần kinh thì hoặc là sát vào xoang hàm, thì nhiều khi chúng ta cũng sẽ rất là khó để mà cấy chân răng nhân tạo và khó để mà lựa chọn được cái giải pháp mà hiệu quả nhất. Nhiều khi lúc này chúng ta chỉ là giải pháp mà hỗ trợ, giải pháp tình huống thôi. Nên là chúng ta hãy khám răng định kỳ 6 tháng một lần, và nên kiểm tra ngay từ lúc mà nó còn đang là những cái lỗ sâu thôi, hoặc là đang ở mức độ lung lay nhẹ thôi các bạn nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận bên dưới bác sĩ Cường. Và hãy nhớ rằng các bạn có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Cường qua số điện thoại là 0979 289 678. Bác sĩ Cường sẽ chia sẻ hoàn toàn miễn phí và trao đổi với các bạn chi tiết cho trường hợp các bạn là nên làm gì, như thế nào để mà tốt nhất cho các bạn và tiết kiệm chi phí nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.